Ông Tập thừa nhận thất bại. Hoàng Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong khi mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang bận rộn với những gì diễn ra trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, thì Trung Quốc đang mở rộng sự hiện diện của mình ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Sự lo lắng của chính quyền Biden về Nga đang tạo ra một cơ hội cho Trung Quốc có được những chỗ đứng ở khu vực này. Và đã có những báo cáo về việc Trung Quốc quân sự hóa 3 hòn đảo ở Biển Đông, sau đó là một thỏa thuận quân sự với quần đảo Solomon. Không chỉ có vậy, thì Tổng thống Mỹ Joe Biden còn dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Trung Quốc. Đây được coi như là phần thưởng cho Bắc Kinh khi mà họ đã từ chối hợp tác với ngân hàng cho vay lớn nhất của Nga, Sberbank, và đình chỉ các cuộc đàm phán đối với các ngân hàng khác. Đây là những ưu thế mà Trung Quốc đã giành được khi thế giới phải tập trung vào Ukraine. Và phải nói rằng Trung Quốc đã rất khôn ngoan khi tận dụng tốt thời cơ này. Tuy nhiên thì vấn đề trong nước của Trung Quốc đang gây nhức nhối đối với nhà cầm quyền Bắc Kinh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng thảo luận về nó quý vị nhé. Xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Chiến lược quân sự hóa hết nước này đến nước khác ở Đông Thái Bình Dương. Trung Quốc nổi tiếng thế giới với chiêu bài sử dụng quân sự và cưỡng bức kinh tế để giành được quyền ảnh hưởng trên chính trường quốc tế. Nước này đã sử dụng sáng kiến một vành đai một con đường làm bình phong để che đậy cho việc khai thác các thỏa thuận thương mại tại các cảng của nước sở tại. Mục đích là để hỗ trợ cho các chức năng quân sự và nhằm che giấu các động cơ thực sự của sáng kiến một vành đai một con đường. Hẳn là quý vị vẫn còn nhớ tới sự kiện Trung Quốc thành lập căn cứ hậu cần ở Djibouti vào năm 2017 đã được tờ Hoa Nam buổi sáng đưa tin. Khi đó thì lực lượng thủy quân lục chiến Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA cùng với xe bọc thép và pháo binh đã đóng quân ở đó. Điều này cho thấy rằng tham vọng bành trướng của Trung Quốc được che đậy một cách rất tinh vi. Vào năm ngoái thì Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đã nói rằng Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận bí mật với Campuchia để cho phép các lực lượng vũ trang của họ sử dụng một phần căn cứ Hải quân Dream của Campuchia trên vịnh Thái Lan. Những nỗ lực tương tự của Trung Quốc hiện có thể nhìn thấy rõ ràng ở khu vực Biển Đông và khu vực còn lại của Ấn Độ-Thái Bình Dương, nơi sẽ mang đến một cơ hội kinh tế to lớn cho Trung Quốc. Vài tháng trước thì tờ The Guardian đã đăng tải một tin tức về việc Trung Quốc đã quân sự hoàn toàn 3 hòn đảo ở khu vực Biển Đông. Sau đó thì tờ Business Standard đã báo cáo về việc Trung Quốc và quần đảo Solomon đã ký một phiên bản dự thảo của Hiệp ước An ninh có thể cho phép cảnh sát Trung Quốc và các lực lượng khác thực hiện nhiệm vụ tại quốc đảo Thái Bình Dương này. Điều đáng chú ý là quần đảo Solomon sẽ cung cấp một bến cảng an toàn cho các tàu chiến của Trung Quốc chỉ cách bờ biển của Australia khoảng tầm 2.000 km. Theo các điều khoản của thỏa thuận thì Trung Quốc có thể cử cảnh sát, quân nhân và các lực lượng vũ trang khác đến quần đảo Solomon để giúp duy trì trật tự xã hội cùng nhiều chức năng khác. Điều này đã làm dấy lên đồn đoán về việc Trung Quốc sẽ thiết lập sự hiện diện quân sự tại đây. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc đang giáo diết quân sự hóa khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, đưa khu vực này vào phạm vi ảnh hưởng của riêng mình. Và điều này một lần nữa cho thấy cái giá phải trả của sai lầm chiến lược mà chính quyền Đảng Dân Chủ đã thực hiện. Thay vì đối đầu với Trung Quốc thì Mỹ đang kêu gọi tất cả các đồng minh của mình trong khu vực phải chặn đứng cuộc tấn công của Nga và Ukraine. Ông Biden đã tỏ ra tự tin quá mức về việc áp dụng các chiến lược thời chiến tranh lạnh mà không biết rằng Trung Quốc mới là đối thủ thực sự của ông. Giờ đây thì nhờ có công lao của chính quyền Biden, Trung Quốc đã tìm ra được một con đường và giáo diết theo đuổi chính sách bành trướng của mình. Và sự mơ tưởng của chính quyền Biden chưa dừng lại ở đó. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thưởng cho Trung Quốc bằng việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Trong chương trình lần trước thì chúng ta đã đề cập tới việc UnionPay của Trung Quốc đã từ chối hợp tác với ngân hàng cho vay lớn nhất của Nga là Sberbank và cũng đã đình chỉ các cuộc đàm phán với các ngân hàng khác do lo ngại các lệnh trừng phạt thứ cấp. Nếu như quý vị chưa xem qua thì xin mời quý vị xem lại video này của chúng tôi ở đây. Hành động của Trung Quốc được coi là một trong những nỗ lực nhằm xoa dịu phương Tây. Còn phương Tây thì lại mong muốn tìm thấy một hành động cụ thể nào đó từ phía Trung Quốc về việc Bắc Kinh sẽ khẳng định không có một mối quan hệ đồng minh thân thiết nào đối với Nga. Ở tình thế này thì tất nhiên là Bắc Kinh sẽ phải đồng ý ngã giá với Hoa Kỳ. Được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ cho các vị thấy chẳng có một mối quan hệ đồng minh nào ở đây cả. Nhưng mà đổi lại thì các ông phải thu hồi lại chính sách thuế quan có từ thời của Trump. Chúng ta thấy gì ở đây? Chính là vấn đề vị thế của Hoa Kỳ. Thay vì buộc Trung Quốc phải tuân thủ theo luật chơi thì nay lại mang thỏa thuận tới và nói rằng chỉ cần các ông không bắt tay với Nga thì chúng tôi sẽ thỏa hiệp. Vào tháng 3 này thì tờ New York Times đã đăng tải một thông tin rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo về việc sẽ khôi phục lại việc miễn thuế đối với 352 sản phẩm của Trung Quốc. Những sản phẩm đã lần đầu tiên bị áp thuế, trừng phạt trong thời gian cựu Tổng thống Trump cầm quyền. Đại diện thương mại Hoa Kỳ sau đó đã nói rằng quyết định hôm nay đã được đưa ra sau khi xem xét cẩn thận các ý kiến cộng đồng và tham khảo ý kiến của các cơ quan khác của Hoa Kỳ. Và nếu như Trung Quốc tiếp tục từ bỏ Nga, thì chính quyền Biden sẽ tiếp tục tháo gông xiềng và cuối cùng là giải phóng Trung Quốc khỏi các lệnh trừng phạt mà cựu Tổng thống Trump đã phong ấn. Và chính quyền Đảng Dân Chủ đã làm cho Trung Quốc vĩ đại trở lại một cách ngoạn mục mà Mỹ đã trở thành một con rối trong tay của Trung Quốc.
các đồng minh của Hoa Kỳ hiện cũng đang phải gồng mình để đối phó với Trung Quốc, nhận thấy rằng họ khó có thể tin tưởng vào sự lãnh đạo của chính quyền Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Họ cần phải tự cứu lấy mình, và cách tự cứu mình đầu tiên là phải thoát khỏi chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Joe Biden chống lại Nga, vì đó sẽ làm thiệt hại kinh tế rất to lớn. Quay trở lại với câu chuyện của Solomon, thì nếu như Trung Quốc vui mừng vì mục đích của mình cuối cùng cũng đã đạt được và thỏa thuận Trung Quốc-Solomon có thể khiến cho Australia đứng trước nguy cơ mất tất cả, thì nay Úc đã tìm ra một cách để tẩu thoát. Điều này làm cho nụ cười trên môi của Bắc Kinh bất chợt phải khép lại. Thỏa thuận Trung Quốc-Solomon, niềm vui vụt tắt khi Úc tìm ra kẽ hở. Trung Quốc và quần đảo Solomon vừa ký một hiệp ước an ninh làm nảy sinh những lo ngại lớn ở khu vực Nam Thái Bình Dương. Trung Quốc liên tục giành lấy quần đảo Solomon từ tay của Australia, và hiệp ước an ninh giữa Bắc Kinh và quần đảo này đã giáng một đòn mạnh mẽ vào lợi ích và an ninh của Australia trong khu vực. Tuy nhiên thì Úc vẫn có cơ hội để cứu vãn sự thống trị trong năm qua của mình đối với quần đảo Solomon. Chúng ta biết rằng, thủ tướng của quần đảo Solomon, Manasseh Sugave, là một nhân vật nổi tiếng với chính sách thân Trung Quốc. Sẽ không có gì lạ lẫm khi ông ký kết một thỏa thuận có lợi cho Trung Quốc để chống lại Australia. Tuy nhiên thì Sugave cũng có một điểm yếu. Chính phủ của ông này đang phải đặt cược rất lớn vào Thế vận hội Thái Bình Dương vào năm 2023, trong khi phần lớn cơ sở hạ tầng cho sự kiện này đang được Trung Quốc xây dựng. Tuy nhiên thì Australia và New Zealand cũng là những người đóng góp đáng kể khi tài trợ cho quốc đảo này để tổ chức thành công giải đấu danh giá. Thủ tướng Sugave có thể sẽ bị suy yếu nếu như Australia nói với ông ấy rằng sẽ chỉ tài trợ phát triển cho cơ sở hạ tầng cho Thế vận hội Thái Bình Dương nếu như chính phủ của ông từ bỏ Trung Quốc. Nếu không thì Úc và New Zealand sẽ phải ngừng tài trợ hoàn toàn cho quần đảo Solomon. Không biết chừng là những khoản tiền này ngay sau đó sẽ được chuyển vào một cách kín đáo cho các lực lượng đối lập vốn phản đối chính quyền thân Trung Quốc trên quần đảo này. Và từ đó, nó sẽ thúc đẩy việc truất quyền của chính phủ Sugave. Và không có một niềm vui nào là bất tận, Trung Quốc có thể giành được ưu thế trên cục diện quốc tế, tuy nhiên thì nền kinh tế của mình lại đang suy sụp. Đại dịch đã san bằng khu vực sản xuất của họ và xuất khẩu đã giảm mạnh. Đây chính là thất bại của chính phủ Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình thừa nhận thất bại. Vào tuần trước thì Thủ tướng Trung Quốc đã chỉ trích ông Tập Cận Bình một cách kín đáo khi đổ lỗi cho chiến lược Zero Covid và các chính sách kinh tế của ông Tập là nguyên nhân dẫn đến tất cả những khốn khổ đang đè nặng lên cuộc sống của người dân Trung Quốc. Ồ, liệu Thủ tướng có thể bị bay khỏi chiếc ghế của mình hay không? Đáng mừng cho ông ấy là đến bây giờ ông ấy vẫn tạm thời bình an. Thay vào đó thì ông Tập Cận Bình dường như đã đưa ra những lời xin lỗi một cách kín đáo đối với người dân Trung Quốc. Ông Tập đã gợi ý rằng ông ấy có thể sớm khôi phục lại chính sách lưu thông kép của mình trong thời gian sớm nhất. Phát biểu trước hàng trăm đại biểu tại buổi khai mạc diễn đàn Boao châu Á thì ông Tập Cận Bình đã nói rằng trong thế giới ngày nay, bất kỳ chủ nghĩa đơn phương và chủ nghĩa vị kỷ cực đoan nào về cơ bản đều không thể hoạt động được. Mọi hoạt động tách rời, cắt đứt nguồn cung cấp và việc đốt cháy giai đoạn về cơ bản là không thể hoạt động được. Đây là một kiểu chơi chữ, nói thẳng ra thì nó được hiểu đơn giản, đó là một sự thừa nhận thất bại được che đậy bằng lời nói rằng nền kinh tế Trung Quốc khó có thể tự cung tự cấp và việc cắt đứt nền kinh tế Trung Quốc khỏi phương Tây là một sai lầm kinh hoàng ngay từ những ngày đầu tiên. Và bây giờ thì cần phải vãn hồi lại tất cả. Bị mù quáng bởi lòng căm thù Nga thì chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như đã thấu hiểu được nỗi đau của kinh tế Trung Quốc một cách đầy cảm thông. Và chỉ cần Trung Quốc không bắt tay với Nga và cùng Mỹ chống lại Nga thì ông Biden sẽ sẵn sàng đem lại cho Trung Quốc nhiều món quà khủng hơn nữa. Và điều này có thể khiến cho nước Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden sẽ phải trả một cái giá rất đắt do sai lầm chiến lược của mình. Bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.